Trước trận lượt về vòng tứ kết Champions League, Frank Lampard đánh giá rất cao Real. Đồng thời, người không phổi cũng kêu gọi các học trò nỗ lực hết mình nhằm lật ngược tình thế. Rạng sáng mai 19 tháng 4, giờ Việt Nam, Chelsea sẽ tiếp đón Real Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Champions League. Do để thua 0-2 ở trận lượt đi trên sân khách nên The Blue buộc phải giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn ở màn tái đấu sắp tới để ghi tên mình vào bán kết. Đây được xem là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi với Chelsea. Thời gian gần đây, The Blue luôn thể hiện bộ mặt bạc nhược trên mọi đấu trường. Bên cạnh đó, Real còn là đối thủ dày dạn kinh nghiệm và có thành tích tốt nhất trong lịch sử Champions League. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard đánh giá rất cao sức mạnh của Real. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 44 tuổi cũng kêu gọi các học trò đoàn kết và quyết tâm cao độ nhằm thực hiện tham vọng lội ngược dòng trước kền kền trắng. Huấn luyện viên Lampard nói, với tư cách là một đội bóng, Chelsea phải thi đấu với mong muốn cố gắng lật ngược tình thế trận đấu tới. Bầu không khí trên sân Stamford Bridge sẽ rất tuyệt. Thế nhưng, có thể thu hút sự cổ vũ của các fan hâm mộ trong suốt 90 phút hay không tùy thuộc vào chúng tôi. Sự ủng hộ của các cổ động viên sẽ là động lực to lớn giúp các đội bóng có được thành tích tốt. Mặc dù vậy, điều quan trọng nhất vẫn là màn trình diễn của các cầu thủ trên sân. Real sở hữu huấn luyện viên tuyệt vời. Tôi hiểu rất rõ Carlo Ancelotti sau những năm tháng làm việc cùng ông ấy. Ngoài ra, Real sở hữu dàn cầu thủ chủ chốt luôn thể hiện phong độ ấn tượng từ năm này qua năm khác. Tôi đang nói về Modric, Cruz, Benzema và những cái tên khác. Real có nhiều cá nhân tài năng cá nhân và là một tập thể rất gắn kết.